Tự nhiên trưa nay Soan bỗng nhớ tới gã nhân tình cũ. Chẳng biết vì cớ gì mà đầu óc cứ lan man nghĩ mãi về Mạnh. Một gã tính tình thô bạo nhưng cũng rất thiện nghệ trong kỹ năng giường chiếu. Gã không biết nói lời hoa mỹ khi yêu, mà thường hay lảm nhảm, thậm chí văn tục trong lúc hùng hục trên bụng nàng. Bố khỉ, hình như trời sinh anh ra là để lái xe và xử lý đàn bà thì phải, nhất là đàn bà ngon như em. Thấy sao cưng, anh nói đúng không? Tiếp đi anh, không thấy em đang phê sao? Từ hôm không còn gã thì Soan mất hẳn hai thứ đáng giá, tiền và tình. Công ty đã thay tài xế vận chuyển khác, là một cậu em trẻ khỏe, bảnh trai, tên Huy. Nửa năm rồi, Soan có dụ dỗ con chim non mới ra ràng này hợp tác với mình nhằm thế chỗ Mạnh, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Muốn em nó làm tay trong thì phải lôi vô mối quan hệ bồ bịch trai gái mới tiện cả đôi đường. Thằng đực nào mà không vậy? Gì chứ, chuyện đàn bà thì nó a lê bụp liền, không đợi mời tới lần thứ hai. Soan nhớ lại đêm đầu tiên, sau khi dừng xe cho phu bốc dỡ hàng hóa, liền mời Huy về trạm tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm đó chỉ cố tình khiêu khích thằng nhỏ, cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là trong lúc vác mấy thùng hải sâm đông lạnh, chỉ làm bộ vấp ngã suýt té. Cử động mạnh làm bung mấy cái nút bóp đã chực chờ muốn đứt vì bộ ngực căng tràn ngay trước bộ mặt ngẩn ngơ của thằng nhóc. Soan kín đáo cười khoái trá, vì thấy rõ từ lúc ấy thì Huy không sao rời mắt khỏi cái chỗ quá ư bí hiểm đầy khiêu gợi đó. Nhưng thiệt chán, tưởng được cái mẻ ngoài trẻ khỏe thì ngon lắm, chỉ được cái hùng hổ bộp chộp có vài ba phút rồi cũng nổ tung lăn đùng ngã ngựa. Chán. So với Mạnh thì thằng nhóc này chẳng bằng một góc. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng còn đỡ hơn Thao, thằng chồng già hết xài. Chưa cần làm ăn gì đã khóc ngoài quan ải trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Thế nên chẳng có gì để nói. Sao số nàng hẩm hiu thế chứ, toàn vớ phải thứ âm binh nhu nhược gì đâu không hả? Còn cái thằng xài được thì cũng là cái thứ trời gầm đất lở. Nhân lúc thằng nhỏ đang đê mê thỏa thuê sau chầu ân ái, Soan khéo léo thăm dò kêu gọi sự hợp tác. Chỉ bắt đầu dẫn dắt bằng cách suýt xoa khen ngợi. Cưng tuyệt quá hà, chỉ thích ghê á. Huy tỏ ra hãnh diện thấy rõ, nhưng cũng thật thà đáp. Thật không? Thân hình chị ngon quá à, làm em chịu không nổi. Lần sau em sẽ cố gắng hơn ha. Không sao mà. À Huy, em có quen với mấy vựa hải sản ngoài ven biển không? Cậu thành thật cho biết. Ồ, mấy vụ nhập hàng đều do đội thu mua với chị giám đốc đảm nhiệm. Em chỉ là thiên lôi sai đâu chở đó thôi hà. Mà có sao không chị? Soan đề cập thẳng vô vấn đề. Em chịu chở thêm hàng cho chị không? Dĩ nhiên là làm ngoài. Chịu khó tìm kiếm mối mang, chị trả thêm tiền cho cưng. Vừa có tiền xài lại có tình. Ngoan, chị thưởng. Huy ngớ ra, cậu ngây ngô hỏi lại. Thưởng gì hả chị? Thì như vậy nè. Không chịu hả? Dạ chịu chứ, thích mê luôn á.
nhưng chỉ cho em suy nghĩ thêm hen. Nhưng Huy chỉ hứa suông mà chẳng chịu làm gì cả. Dưới sự bảo bọc của Thúy Hoàng thì cậu đã được cơm no, bò cưỡi, sung sướng phủ phê rồi. Từ ngày Mạnh bị cho ra rìa thì Huy được sếp hết lòng sủng ái. Lần này gặp Xoan dễ dãi dâng tới miệng thì chơi thế thôi. Chứ cậu chẳng ngu dại gì mà chủ động làm cái chuyện qua mặt sếp. Thầm quá, có ngày xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn chài thì có mà ăn cám. Cậu thừa biết về có chuyện Mạnh gian díu với ả đàn bà dâm đảng này. Phải công nhận Xoan quá ngon. Thậm chí trong chuyện hưởng thụ thân xác còn điệu nghệ hơn cả Thúy Hoàng. Tay mơ như Huy quả tình không đủ trình độ để kham cho nổi. Mà ngay cả sếp nữa. Lần đó, sau khi điều tra ra mối quan hệ ngoài luồng của Mạnh với Xoan thì đã thẳng tay tiêu diệt không chút thương xót. Cậu biết mình nên liệu hồn, ăn vụng phải biết chùi mép. Lạng quạng thì có ngày bị tống cổ, nguy cơ thất nghiệp dài hạn như chơi. Nên kể từ hôm đó, Huy chỉ ậm à ậm ừ, chẳng dám nhắm mắt nhắm mũi lao đầu vào thường xuyên nữa. Chỉ hôm nào Xoan cố ý khiêu gợi, cầm lòng không đậu thì nhào vô chơi đại, xong rồi thôi. Còn cái vụ chèn hàng ngang hông vô thùng lạnh thì thôi đi. Nguy cơ mất việc là rất hiện hữu nên chẳng ham hố gì. Huy biết Thúy Hoàng có nhiều chân rết, tai mắt khắp nơi, không thể chủ quan chơi dại cho được. Thấy Huy cứ ỡm ờ, Xoan biết thằng nhóc láu cá này hứa cụi để được vui vẻ qua đường miễn phí nên cũng thất vọng ra mặt. Nhưng cả tình lẫn tiền, thứ nào nàng cũng cần. Tiền chưa có thì chút tình cũng tạm. Thôi thì lang chạ với trai trẻ cho đời bớt chán cũng có còn hơn không. Nhưng mấy hôm nay Xoan thực sự mất ngủ, cứ miên man nhớ lại những kỷ niệm nhầy nhụa với Mạnh. Những đêm được gã vùi dập cật lực, đến lên bờ xuống ruộng không thể nào quên. Xoan muốn được yêu một cách điên cuồng bạo lực như thế. Chỉ có Mạnh mới đáp ứng được nỗi khao khát bất tận từ đáy sâu dục vọng của nàng. Cuộc đời con người ngoài việc kiếm tiền thì cũng cần được yêu mà phải không? Dù là thứ người nào đi nữa thì con người cũng vẫn chỉ là một thứ con trong bao nhiêu giống loài trên cái cõi đời này. Truyền giống há chẳng phải là thú đam mê lớn nhất của loài người hay sao? Từ hồi biết tới cái thói lang chạ ngoài chồng ngoài vợ để tìm cảm giác lạ, dù biết Mạnh chẳng phải loại đàng hoàng chính nhân quân tử gì, nhưng chơi với nhau từ đó tới giờ đã bao năm qua rồi. Có thể Mạnh tỏ ra lưu manh mất dạy với ai, chứ với riêng Xoan thì gã luôn tỏ ra hết mình và tuyệt vời hơn bất cứ gã tình hờ nào khác mà nàng được biết. Cũng tại cái thói tham tiền lấn át, không hiểu Mạnh đã gây nên tội gì mà giám đốc Thúy Hoàng tìm tới tận nơi gặp mặt. Nghe chị ta hứa cho không hơn 100 triệu tiền hàng thì Xoan đã tối mắt. Chuyến hàng bị bắt quả tang chiều hôm đó vẫn được chở đi cho nàng. Chỉ khác lái xe không phải là Mạnh. Đó cũng là lần đầu tiên Xoan gặp Huy. Nhìn gã tài xế trẻ măng bảnh tỏn thì chị đã lòng mừng khấp khởi, hy vọng được đổi món thơm ngon. Nhưng té ra thằng nhỏ cũng chỉ thuộc loại tốt mã rã đám, chẳng làm nên cơm cháo gì. Từ lúc mất luôn tình hờ quen thuộc, quả thật ngày tháng sau này của Xoan sao mà nhạt nhẽo chán ngắt. Mới đây
nghe có ai đó nói bắt gặp Mạnh bây giờ xuống dốc lắm. Phong độ một thời đã hết. Lúc này bộ dạng gầy ốm và lôi thôi hốc hác hơn xưa. Đang làm lái xe cho một công ty thu mua nông sản. Trời đất mẹ ơi, tối ngày tiếp xúc với bắp và khoai mì thì lấy gì ăn mà không ốm đói. Tự dưng Xoan bỗng thấy mũi lòng thương cảm. Suốt mấy ngày liền đắn đo, nửa muốn gọi cho người tình, nửa lại không dám. Xoan biết Mạnh điên máu mình lắm, bị người yêu bán đứng sao mà không điên. Nhưng vì thân thế đang lâm vào tình cảnh nguy khốn nên chẳng dám manh động, thế thôi. Chứ nàng phản bội trắng trợn như vậy thì sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tối nay tự dưng chẳng thể cầm lòng được nữa. Xoan lôi điện thoại ra gọi Mạnh, hy vọng nối lại tình xưa, nếu không bị gã chửi rủa cho sấp mặt. Chuông reo khá lâu, tới 4-5 hồi rồi vẫn không thấy động tĩnh. Tưởng Mạnh không thèm trả lời, Xoan định tắt máy thì một giọng ồm ồm như nhựa vang lên. Alo, ai đó? Trời đất, chẳng lẽ gã này không nhận ra giọng của nàng? Xoan đây, không lưu tin em hả? À, thấy rồi. Tôi xỉn, đang ngủ thì bà gọi. Tự dưng Xoan thấy lạ, sao giọng của Mạnh hiền từ làm như mất hết cả nhuệ khí thường thấy như vậy. Giọng gã lại vang lên, giọng điệu lần này khác hơn một chút. Sao tự nhiên kiếm thằng này, tính chuyện gì nữa? À, ít ra thì bây giờ mới chính là Mạnh quen thuộc. Xoan mạnh dạn hỏi. Tính gì đâu, Mạnh lúc này làm gì? Hỏi chi, hết chạy xe rồi, đang thất nghiệp. Xoan ngập ngừng. Ủa, tưởng chở đồ nông sản. Mạnh hơi bất ngờ, té ra con mụ này cũng đang dò theo. Nó biết cả nghề mới của mình nữa chứ. Sao hay vậy, nhưng lại thất nghiệp nữa rồi? Có gì nói đi. Giờ có muốn chơi tôi thì cũng chẳng còn gì nữa mà chơi nha. Sao nói thế chứ, qua nhà Xoan đi, được không? Thật bất ngờ, giọng của Mạnh vui hẳn lên. Gã nói lớn. Thật không? Qua nhà em ngay bây giờ hả? Phải. Không muốn hả? Ồ, muốn chứ. Có gì ăn không? Cả ngày rồi nhịn cơm, đói quá. Lạ nhỉ? Lạ cái gì? Ngày xưa câu đầu tiên mỗi lần kêu ghé thì Mạnh nói gì, nhớ không? Mẹ ơi, nhớ chứ. Nhưng giờ đang đói, không có làm gì nổi, phải ăn đã chứ. Xong tôi quất bà nguyên đêm luôn, chịu chưa? Vậy thì qua liền đi, đồ ăn nhiều lắm, cả em nữa. Ok, qua liền, chờ chút nha. Mấy ngày nay, từ lúc nghỉ ngang chỗ cơ sở thu mua nông sản, Mạnh nằm khoèo trong phòng trọ, chỉ có nhậu và nhậu, và chưa biết phải làm gì. Gã nghĩ mình gặp hạn quá nặng, nhưng phải nghỉ việc thôi. Hắn đủ trí khôn để dự trù tình huống trước sau gì, cái thằng què cũng sẽ mò tới kiếm chuyện. Mạnh nhớ tới ánh mắt rực lửa căm thù của ba Hưng hôm ở quán cà phê Mimosa mà rùng mình. Gã ngó trừng trừng, làm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Tự nhiên mò tới đó làm chi cho rắc rối. Lẽ ra cứ kệ bà cái con mọi kia đi, thì bây giờ vẫn còn yên thân tiếp tục công việc. Lúc nào cũng gặp rắc rối vì gái, sao vậy cả?
mà cái thằng đó xem ra chưa chịu bỏ qua cái vụ tai nạn. Mà tại nó chứ tại ai? Cứ chằng ràng, sàn xê giữa đường thì chết ráng chịu chứ. Con vợ này chết rồi thì cưới con khác, thiếu cha gì đàn bà. Nó quên câu ông bà mình hay nói rồi sao ta? Đàn ông có mấy lần sướng? Lần thứ nhất là lúc cưới vợ, còn lần thứ hai là khi vợ chết. Còn bản thân nó vẫn sống nhằn đấy thôi, làm gì mà căm hờn lâu thế? Sao không lo mà cưới vợ mới đi chứ? Nhưng không sao, lại một lần nữa, cũng nhờ đàn bà mà cuộc đời của hắn lại lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ bây giờ phải bám chặt lấy váy mụ Xoan. Con này vừa ngon vừa có tiền, có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, được làm được chơi thoải mái thì còn gì sung sướng bằng. Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trai tứ chiến thì gặp gái giang hồ là phải rồi. Thiệt là đúng làm sao. Một giờ sau thì Mạnh đã có mặt tại tiệm bán hải sản của Xoan. Lúc nãy hắn đòi ăn trong điện thoại, nhưng vừa gặp gỡ, khi Xoan kéo sập cửa sắt xuống treo biển nghỉ bán, thì cả hai tức tốc lôi nhau vô căn phòng phía trong. Hai đứa hùng hục quấn lấy nhau, vùi dập thân thể trong một cơn thèm khát kinh hồn, khiến chiếc giường nhỏ rung lên bần bật. Một giờ sau, cả hai nằm vật ra, thở hồng hộc. Mạnh nằm nghiêng, vừa vuốt ve thân thể người tình, vừa nói với giọng hờn dỗi: cuối cùng rồi thì cũng không ai đủ trình thay tôi đúng không? Xoan liếc xéo một cách đĩ thỏa, rồi cười lên rinh rít: biết rồi còn hỏi. Bỗng nàng nói thật ngắn gọn: ở đây luôn với em đi. Mạnh đang nằm tận hưởng cảm giác phê lòi tê tái mà mấy tháng trời vắng bóng, nghe người tình phán một câu xanh dờn, khiến gã ngồi bật dậy hỏi lại dồn dập: trời, thiệt không? Em nuôi anh hả? Xoan ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đưa hai tay lên gối đầu, nói với giọng bình thản: có làm thì mới có ăn, không ai nuôi ai hết. Em tính mua một chiếc tải nhỏ 1,5 tấn, gắn thùng cấp đông. Cứ cách ngày anh qua bển chở hàng về cho em bán. Sao, có làm được không? Nói liền. Mạnh mừng rơn, gã dúi mặt vào ngực người tình, kêu lên: sao lại không? Kế hoạch quá hay luôn, anh ủng hộ hai tay hai chân. Ủa, vậy là em giàu hơn anh tưởng hả? Sao hay vậy ta? Vậy thì ngày mai tiến hành, anh lo dọn qua đây ở đi, tối tối phục vụ cho em. Ok. Tuân lệnh sếp. Ủa, nhưng mà còn thằng chồng em thì sao? Xoan nói giọng lạnh lùng: thằng chả ở nhà chứ có ở đây đâu mà lo, anh là tài xế riêng của em mà. Thiệt tình là em hết sảy. Nào, anh thưởng tiếp cho nè. Khoan đã anh, ăn đã, em cũng đói muốn chết rồi nè. Ừ, phải ha. Một tuần sau, Mạnh trở thành lái xe của Xoan, còn nàng cũng chính thức chấm dứt lấy hàng từ công ty vận chuyển. Sự việc bất ngờ này gây thắc mắc và thiệt hại không nhỏ cho bà chủ Thúy Hoàng. Mới đầu thì Mạnh chỉ đi mỗi tuần 3 chuyến, chở đủ lượng hải sản cần thiết cung cấp cho riêng vựa của Xoan. Nhưng với cái đầu óc kinh doanh nhạy bén, gã suy tính rất lâu rồi đề nghị với người tình: cưng à, sao mình không chở thêm hàng bỏ mối cho mấy vựa khác? Xe để nằm không làm gì, chở nhiều khấu hao nhanh chẳng tốt hơn sao? Xoan nghe thích lắm
nhưng cũng hơi phân vân. Mình giật mối của mấy nhà cung cấp lớn lâu nay, nhất là của bà Thúy Hoàng, liệu có ổn không? Mạnh lạnh lùng đáp: không ổn thì làm gì nhau. Em nghĩ thằng nào con nào muốn chơi tay đôi với thằng Mạnh này. Em có anh là con át chủ bài lớn nhất thiên hạ rồi, lo gì nữa. Mạnh này dám nói rằng chấp hết đó. Ok. Thế là trong vòng có hơn 2-3 tuần, Xoan chào hàng, lấy luôn mấy vựa nữa, cũng toàn là bạn bè thân quen lâu ngày, để chào bán với giá rẻ hơn nhiều. Công ty Thúy Hoàng tự nhiên mất đứt một lượng khách không ít. Chị giám đốc, Sai Huy, trong chuyến chở hàng thường lệ lần này vơi quá nữa, qua điều tra nguyên nhân. Thật ra thì cũng chẳng khó khăn gì để biết được thủ phạm. Mới đầu, Huy sửng sốt khi thấy Xoan thẳng chân, đá đích mình, không chút quyến luyến. Nhưng khi biết ra tình địch là Mạnh, thì cậu xếp re, im lặng bỏ về, không một chút thắc mắc. Thúy Hoàng nghe báo lại đầu đuôi câu chuyện, nổi giận đùng đùng, mà không thể làm gì được. Từ ngày Hara đến ở, cuộc sống bà Hưng cải thiện thấy rõ. Anh tỏ ra bình tĩnh và quay trở lại với các sinh hoạt thường lệ, tích cực hẳn lên. Nhưng đến một hôm, anh chợt nhận ra hình như mình đã thay đổi khá nhiều trong thói quen hàng ngày. Bà Hưng không còn ngồi hàng giờ trước bàn thờ của vợ, mà thay vào đó, nếu không còn việc gì bận rộn, thì anh ra trước hiên nhà tập đi lại, chạy nhảy, cho cái chân đau mau chóng bình phục và trở lại linh hoạt như xưa. Bà Hưng không muốn bước đi khập khiễng trước mặt mọi người, nhất là đối với Hara. Ngày nào cô bé cũng hỏi han ân cần: chân anh ba sao rồi? Hết đau hẳn chưa? Dù chân đã lành lặn và cơn đau nhói đã giảm tới 80%, nhưng anh vẫn thích nghe cô gái hỏi han câu đó. Anh thấy thân thuộc, ấm áp làm sao. Thật ra, những lúc như vậy, bà Hưng không hề biết mình vô tình trông ngóng, vì Hara có thể đang trên đường từ rẫy về nhà. Đôi khi cô bé vì mải mê công việc hay bận bịu gì đó nên về trễ, thì bà Hưng lại có cảm giác thấp thỏm, lo lắng vô cùng. Có lần, Hara cùng với nhóm thợ tranh thủ thu hoạch cà phê đến tối mịt mà vẫn chưa về tới. Bà Hưng tha thẩn đi ra luôn vệ đường đứng đợi. Anh nép mình bên gốc sao to tướng trước cổng, dõi mắt nhìn về khúc quanh cuối đường. Anh suy nghĩ vẩn vơ, không khéo thằng chó chết Mạnh ẩn nấp đâu đó đón lỏng con bé thì sao. Ngay lúc ấy, bà Hưng chỉ muốn lấy xe máy phóng thẳng vô rẫy để đón Hara. Dù anh biết mình lo sợ chuyện không đâu, vì chưa bao giờ cô nhỏ lơn tơn đi bộ về một mình, ít ra là cho tới khi ra đến đường cái. Vì ngày nào anh cũng luôn miệng căn dặn cô bé như vậy mỗi sáng trước khi đi làm, nên cô luôn nghe theo và chưa bao giờ làm sai. Nhưng anh vẫn cứ bồn chồn không sao hiểu nổi. Chỉ mãi đến khi dáng dấp nhanh nhẹn của cô thấp thoáng hiện ra từ đằng xa, thì bà Hưng mới thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tọt vô sân, giả vờ đang dọn dẹp, quét tước hay làm một việc gì. Sau đó thì anh tự chế giễu mình: thật may là anh chưa kịp chạy đi đón, nếu không thì lại làm trò cười cho thiên hạ. Chính vì thế mà nhiều lần anh thấy áy náy và có chút mặc cảm tội lỗi khi bất chợt nhìn lên ảnh vợ trên bàn thờ. Sao mình tệ bạc thế? Mới chưa đầy năm mà đã tơ tưởng đến một cô gái khác. Như vậy là không được, là tâm địa xấu xa lắm phải không? Không thể được, phải biết làm chủ bản thân chứ.
Sao lại để những dao động nhất thời khiến mình thay đổi nhanh như vậy? Bà Hưng tự vấn bản thân, mình có còn yêu vợ không? Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm tháng, không lẽ dễ quên đến thế? Rồi anh tự xấu hổ và thầm mắng nhiếc mình, thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng anh quên mất một điều, chị ba không còn nữa để ở bên cạnh. Sự mất mát đó đã thành một vết sẹo hằn sâu vào tâm khảm như một ký ức đau thương, chứ không thể cứ tồn tại mãi, làm cản trở bước đường đời. Và cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, chứ không hề dừng lại hay tan biến. Sự day dứt chỉ chứng tỏ anh là một người có lương tâm, nhiều tình nghĩa và luôn nhận ra điều sai trái. Không, anh vẫn yêu chị đấy chứ. Vẫn căm hận thằng Mạnh đã giết hại vợ mình. Vẫn chưa bao giờ quên cái đêm mưa bão kinh hoàng ấy. Tuy vậy, là một người có lương tâm, nên bà Hưng không thể cho mình cái quyền vô tư sống tiếp. Thế nhưng, dù tự đặt ra cho mình bao nhiêu câu hỏi, tự đặt ra bao lời răn đe, nhưng trời ạ, mỗi khi Hara xuất hiện thì anh thấy cuộc sống trở nên rực rỡ hơn bao giờ. Lúc nào cũng vậy, khi có nàng bên cạnh, nắng bỗng vàng tươi, mây xanh biên biếc, tiếng chim hót rộn ràng. Khi Hara cười, hàng mi cong nhấp nháy như nhắc anh điều gì đó. Anh ba à, ở nhà nhớ ăn cơm, đừng có bỏ bữa nhé. Những lời dặn dò của Hara khiến anh rộn ràng. Một thứ hạnh phúc kỳ diệu nào đó cứ len lỏi vào hồn, khiến anh thấy mỗi ngày trôi qua bên nàng đều là những khoảnh khắc kỳ diệu. Một hôm sau bữa cơm tối, bà Hưng đang ngồi suy tính ngày mai sẽ lấy xe chạy qua tỉnh Bình Thuận để dò la các công ty vận chuyển có xe chở hàng chạy trên tuyến 28B. Bỗng anh để ý thấy, sau khi Hara dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi, thì ra ngồi dưới ánh đèn nơi sáng nhất để khâu vá. Hình như trên tay cô gái là chiếc áo dân tộc màu đen nàng vẫn mặc. Bây giờ bà Hưng mới chợt nhận ra, hình như cô gái chỉ có vỏn vẹn hai ba bộ đồ cũ kỹ sờn rách, cứ mặc đi mặc lại mấy tuần nay. Anh lẳng lặng đi vào trong, lát sau trở ra, đến gần đưa cho cô gái mấy tờ tiền và nói: Em à, sáng mai ra chợ may thêm mấy bộ quần áo mới đi nhé. Hara ngẩng đầu lên tươi cười: Sao tự nhiên kêu em may đồ? Chưa tới Tết mà. Anh bảo thì nghe đi, quần áo cũ thì may, đâu cần đợi tới Tết. Nhưng quần áo em còn mặc được. Bà Hưng bực bội nói một tràng: Sao em hay cãi thế? Lên rẫy làm lụng cực nhọc, áo quần mau chóng hư rách lắm. Anh ra lệnh cho em ngày mai ra chợ đặt may, hay mua gì đó thêm vài ba bộ nữa. Anh không biết nhiêu tiền đây có đủ không, nếu thiếu nói anh đưa thêm, nghe chưa? Cô gái nhìn anh, đôi mắt đen thẫm lóng lánh, cặp môi phụng phịu như muốn phản đối. Nhưng anh đã đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu không được nói nữa. Hara lặng lẽ cười một mình, rồi cúi xuống may tiếp vết rách trên chiếc áo bạc màu. Cô gái nghĩ trong bụng, mình thật may mắn khi gặp được anh ấy, một người đàn ông người Kinh, nhưng đầy khí phách của núi rừng, và cũng rất dịu dàng như ánh trăng trải lên thềm nhà ngoài kia. Hara thấy lòng mình êm ả, rất lạ lẫm, cảm giác thổn thức, rung động mới mẻ vô cùng. Bà Hưng chợt lên tiếng: Ngày mai anh đi sang Bình Thuận tìm hiểu manh mối về tên Mạnh. Hara ngẩng đầu lên thắc mắc: Em không hiểu sao anh lại sang đó, hắn đang ở Lâm Đồng kia mà. Nhưng anh lắc đầu:
Đúng là lần cuối thì hắn ở bên này, nhưng chúng ta đã mất dấu rồi. Phải sang bên kia điều tra lại từ đầu thôi em. Anh cần biết nó làm ở công ty nào khi gây ra vụ án mạng. Từ đó mới có thể dò la ra gốc gác, thân thế của nó. Hơn nữa, nó đã bỏ trốn, biết đâu lại quay về bên kia kiếm việc làm thì sao? Dạ đúng ha, nhưng để ngày kia hãy đi nha anh. Tại sao? Em muốn đi hả? Dạ, vì mai em còn bận thu hoạch cà phê, ngày kia rảnh rỗi, cho em theo với. Không, anh đi một mình cho nhanh. Nhưng Hara bướng bỉnh lắc đầu. Không được, anh phải cho em theo. Em không cho anh đi một mình đâu. Hey, con nhỏ này cứng đầu quá. Sao em lì vậy? Em cảm ơn anh. Hả? Cảm ơn cái gì? Dạ, cảm ơn anh cho tiền nè, và ngày kia cho em theo nữa. Cả đời em chưa được qua đó bao giờ hết á. Ủa vậy hả? Hara bẽn lẽn đáp. Dạ thiệt mà. Ngày kia sẵn qua đó, anh chở em đi ngắm biển một chút có được không? Nhìn điệu bộ khẩn khoản của Hara khiến anh vừa tội nghiệp lại muốn bật cười. Hai, lại thêm cái cớ để thiên hạ nói. Thì làm sao hả anh? Em không sợ, sao anh sợ? Anh sợ cho em đó. Trời ạ. Vậy thì khỏi sợ đi anh ha. Rồi cô gái lại cúi xuống cặm cụi khâu mấy vết rách trên tấm áo cũ kỹ. Ba Hưng ngồi đó ngắm nhìn cô gái. Anh bâng khuâng tự hỏi, chết thật, hay là mình đã yêu? Con nhỏ đáng yêu thế này kia mà. Anh đứng lên bước ra sân, vì sợ mình không thể cầm lòng khi còn ngồi gần đó. Ánh trăng vàng vằng vặc tỏa sáng một góc sân. Nhưng hai anh em chưa kịp đi Bình Thuận thì có chuyện không ngờ xảy ra vào hôm sau. Bữa nay Hara thu dọn công việc trên nông trại sớm sủa, nên cùng với mọi người ra về sớm hơn mọi ngày. Cô nàng đeo trên lưng chiếc gùi to đựng một con dao phát rẫy và chiếc ná dùng để bắn chim, cùng với một bộ đồ lao động lấm lem bùn đất. Mọi người thong thả vừa đi vừa tám chuyện rôm rã. Một chị tò mò hỏi Hara, ông chủ lúc này có uống rượu không nhỏ? Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, lúc trước anh uống nhiều, nhưng bây giờ cũng giảm bớt rồi. Một chị khác nhe răng cười dọa dẫm, ở gần người say xỉn mày phải coi chừng đó nghe Hara. Cô bé ngơ ngác hỏi lại, coi chừng cái gì? Mọi người cười rộ lên và không ai chịu trả lời. Nhưng Hara nói liền, mấy anh mấy chị đừng có nghĩ xấu cho ông chủ nhé. Anh là người rất tốt, nên mọi người đừng có đặt điều nghĩ bậy như vậy nữa. Không có nên đâu, anh chỉ uống rượu những lúc nhớ chị thôi. Chị vừa đặt câu hỏi cười ré lên. Coi con nhỏ này, nó bên ông chủ ghê chưa kìa. Cô gái nghiêm mặt hỏi lại, chị ơi, chị có muốn em học lại cho anh ba nghe câu nói của chị không? Trời, nó giỡn cho vui thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy nhỏ. Vừa lúc ấy thì mọi người đã đi bộ đến ngã ba giáp với đường quốc lộ, nên ai nấy đều quẹo phải về hướng chợ Ayun. Chỉ còn một mình Hara quẹo trái. Ngay đoạn này thì còn cách cổng nhà gần một cây số và cách một khúc quanh khuất tầm mắt. Từ xa, một chiếc xe tải đang chạy tới. Bỗng nó bất ngờ giảm hẳn tốc độ, rồi từ từ dừng hẳn trước mặt cô gái. Cửa xe bên lái bật mở. Từ trên xe, một gã đàn ông nhảy phịch xuống đất và khệnh khạng vòng qua đầu xe, bước tới trước mặt Hara.
Ngày hôm nay, Mạnh đi Bình Thuận, chở hàng đông lạnh như mọi ngày. Đã vài tuần, gã liên tục qua lại đoạn đường này rất nhiều lần. Dù trong thâm tâm, Mạnh vẫn rất cảnh giác, không để giáp mặt với bà Hưng. Dù sao, hắn cũng hơi e dè ánh mắt dữ tợn của anh chàng mất vợ. Tốt nhất, đừng có chạm trán với oan gia ngõ hẹp lần nào nữa. Dù sao, thì Mạnh cũng muốn được yên thân kiếm tiền, được ăn no rững mỡ, bù khú, vui vầy bên tấm thân mở màn của Xoan. Giờ là người tình, mà cũng là chủ mới. Hắn tin rằng cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Nên thường thì nếu không có gì cản trở trên đường, thì gã thường đạp ga khá nhanh, nhất là đoạn ngang qua khu chợ Ayun. Trưa nay qua bên kia chở hàng, gã vừa bắt lại liên lạc với bà Thu, chủ vựa hải sản và cũng từng là nhân tình một thời gian díu. Từng suýt bị Thúy Hoàng bắt quả tang và nổi cơn ghen ầm ĩ. Nếu bữa nay qua sớm hơn vài giờ, không chừng gã đã rủ rê bà Thu chui vô nhà nghỉ tâm sự rồi cũng chưa biết chừng. Nhưng Xoan cứ chốc chốc lại gọi điện, làm như nàng không thực sự tin cậy thằng bồ của mình thì phải, khiến Mạnh ức chế muốn phát khùng. Trên đường về, lúc chưa tới chân đèo thì Xoan lại gọi. Mới đầu vì bực nên Mạnh không thèm bắt máy. Nhiều lúc gã tự hỏi, con quỷ cái này coi mình là nhân tình hay người ở vậy kìa. Lúc chưa ràng buộc nhau thì sao cũng được, gã thấy mình còn cao giá. Nhưng từ hôm chính thức nhận xe thì Xoan từ từ đổi hẳn thái độ. Rất nhiều phen nàng lên mặt chủ, xài phái cứ y như là đối với một thằng làm công mạc hạng. Thái độ còn tệ hơn cả Thúy Hoàng đối xử ngày trước. Xoan hình như quên rằng bao nhiêu mối mang để lấy hàng đều bắt nguồn từ sự quen biết của gã. Nếu Mạnh không giới thiệu và chuyên chở thì làm sao cơ sở hải sản Tắm Xoan khởi sự nổi tiếng được như bây giờ. Tới lần gọi thứ hai thì Mạnh mới bắt máy. Vừa đưa lên nghe thì Mạnh thấy lùng bùng vì cái giọng của Xoan mắng xa xả vào tai gã. Làm gì mà bây giờ mới bắt máy? Đang xà nẻo với con nào phải không? Trời đất ơi, con đang chạy xe nè mẹ, tốt bớt cái họng đi, vừa vừa phải thôi chứ. Tại sao bữa nay về trễ vậy? Đi cả ngày trời rồi. Tới đây thì Mạnh thực sự nổi điên, gã gào lên bất kể tình hình. Nè con đĩ kia, mày có tin là tao cho cái xe của mày phi luôn xuống vực rồi bỏ trốn luôn hay không? Khôn hồn thì câm họng lại ngay. Nói xong, gã bấm tắt nguồn điện thoại rồi quăng luôn vào một góc. Lúc ấy, xe bắt đầu bò lên đèo. Mạnh vẫn còn thở hồng hộc vì tức giận. Chưa bao giờ gã thấy mình nhục như một con chó như lúc này. Phải dựa dẫm vào một con đàn bà, suốt ngày cúc cung tận tụy cho nó sai phái, bất kể giờ giấc. Ô xin thì cũng chẳng ra ô xin, đĩ đực cũng chẳng ra đĩ đực. Mạnh thấy phẫn uất tột độ. Gã lấy hai tay đập lên vô lăng uỳnh uỳnh như muốn phá xe. Mạnh nghiến răng lẩm bẩm, mẹ kiếp, mày có tin là có ngày tao lấy cái xe mày đi luôn không hả đồ con chó? Chiếc xe từ từ xuống đèo. Sau khi chạy được một quãng, Mạnh chợt để ý thấy từ đằng xa dáng dấp một cô gái dân tộc đang cắm cúi đi ngược về hướng của gã. Khi xe chạy tới gần, Mạnh từ từ giảm ga. Gã nhận ra ngay đó là Hara, con nhỏ đã làm cho gã một trận xính vính vào cái đêm ở trong rừng. Đang lúc tâm trạng điên tiết, Mạnh lẩm bẩm, chết mẹ mày rồi con. Mạnh cho xe chạy tới rồi thắng đứng ngay trước mặt cô gái. Sau đó gã mở cửa nhảy xuống, đi vòng qua, tiến đến chặn đầu Hara. Ê con kia,
Kỳ này chết mẹ mày rồi. Hara thất kinh lùi lại, nàng ngó về phía nhà. Bị khuất khúc cua nên ba Hưng không thể nào nhìn thấy. Bây giờ phải trông vào chính mình thôi. Hara cau đôi lông mày lại, nàng lẩm bẩm. Mày tưởng tao sợ mày lắm hả? Gã đàn ông cười nhăn nhở, tiến tới gần. Gương mặt méo mó, trông thật hung ác. Bất chợt Hara lùi lại thêm vài bước, rồi đưa tay chụm lên miệng, kêu thật lớn. Anh ba ơi, cứu em! Tiếng kêu của nàng lanh lảnh vang động cả một vùng đồi núi chập trùng. Mảnh chột dạ dừng lại. Gã ngó quanh quất, xem có ai nghe thấy. Ngay lúc ấy, Hara đưa tay ra sau, rút từ trong gùi ra một con dao phát rẫy dài ngoằng. Và thay vì thụt lùi, thì nàng sấn lên mấy bước, áp sát gã đàn ông đang đứng đó, tái xanh mặt mũi vì hoảng sợ và chết khiếp. Mạnh không ngờ cô gái có vũ khí trong tay. Gã nhìn thấy rõ đôi mắt đen sẫm của Hara như thu nhỏ lại, y như đôi mắt của một con báo sắp vồ mồi. Nàng lao tới, vung dao lên. Mạnh không còn hồn vía nào nữa. Gã quay lưng bỏ chạy thật nhanh, như ma đuổi. Lưỡi dao của Hara chạm phải vạt áo của Mạnh, kêu soạt một tiếng. Gã lập cập mở cửa xe, leo lên, tay chân lóng ngóng như không còn biết làm gì nữa. Nhưng Hara dừng lại, không tiếp tục đuổi theo. Nàng cúi xuống nhìn quanh, thấy một hòn đá to gần bằng trái bóng nhỏ nằm lăn lóc bên vệ đường. Hara lại nhớ tới trò ném đá khi còn bé. Nàng đưa hòn đá lên ngang chân mày, rồi phóng thẳng vào ngay giữa kính lái của chiếc xe đông lạnh còn mới cáu. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của một cô gái trốn núi rừng. Hòn đá xuyên thủng mặt kính, chui luôn vào trong cabin, để lại một cái lỗ tròn vo, và những vết nứt mạng nhện tỏa ra đầy mặt kính, bây giờ đã trở nên mờ đục. Hara lại cúi xuống đường, tiếp tục nhặt, và những hòn đá củi lớn nhỏ khác cứ thi nhau bắn phá vào kính xe không ngớt. Mạnh rên rỉ, đạp ga phóng đi. Hắn chạy trốn, nhưng đã quá muộn màng. Chiếc xe tải mới tinh của Soan bây giờ đã vỡ toàn kính lái, cùng với những vết móp vì các hòn đá đủ cỡ của cô gái. Tiếng kêu của Hara đã vang tới tai của ba Hưng. Anh lấy xe máy chạy thật nhanh tới đúng lúc chiếc xe tải vừa rời đi. Anh trông thấy Hara vẫn đứng bên vệ đường. Nàng cúi xuống nhặt đá ném theo chiếc xe. Các âm thanh va vào thùng đông lạnh bồm bộp cho đến khi chạy khuất hẳn. Ba Hưng dừng xe trước mặt Hara. Nước mắt chảy ràn rụa, ướt đẫm hai bên má của nàng. Ba Hưng bước tới sát bên cạnh, kéo Hara đứng thẳng lên, rồi ôm vào lòng. Cô gái khi đó mới bẹo bạo lên tiếng. Anh ba ơi, thằng Mạnh định đánh em. Anh biết rồi, nhưng nó chưa kịp làm gì em thì em đã vụt te tua chiếc xe tải của nó rồi kìa. Em không thấy sao? Giỏi lắm Hara, giỏi lắm cưng. Hara quàng tay ngang hông, ôm chặt ba Hưng. Ánh hoàng hôn đang khuất dần sau rặng núi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Hara. Anh biết chắc rằng từ nay nàng đã trở thành một phần đời của anh.